Đấy, chào tất cả anh em mình nha. Em quay con Samsung 55 inch này nè anh em. Samsung 55 inch siêu đẹp luôn ha, siêu bự chà bá đó chân để bàn luôn ha. Giọng nói tìm kiếm luôn ha, đẹp cực kỳ sắc nét nha. Mở video cho anh em mình coi ha, đẹp cực kỳ luôn ha. Zin đẹp không lỗi lầm ha. Đó. Ship code toàn quốc cho anh em mình luôn nha. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng đúng chất lượng, ok thanh toán nha anh em. Đó, đẹp cực kỳ luôn, tại nó bự quá em quay gần thì nó không được đẹp lắm anh em thông cảm ha, chứ nó đẹp cực kỳ luôn nha. Đó, để thử giọng nói cho anh em mình nghe này ha. Samsung thì nó chỉ có giọng nói trong nha anh em nè. Ngay anh em nghe cái mic mà anh em thấy không? Nghe cái mic ha. Bấm giữa cái giữ mic nói nha. Karaoke nhạc mới nhất gái xinh. Đó. Nói lên liền anh em. Đó, siêu mượt luôn ha, bấm là hát liền ha. Dòng này đời cao nha anh em, nhanh mượt ha. Âm thanh hình ảnh đều sắc nét rõ cực kỳ luôn ha. Đó, để mở cho anh em coi ha. Ở ngoài đẹp dữ lắm nha anh em, tại điện thoại á, cái điện thoại cái camera em bỏ vô túi móc ra móc vô nó bị sờn anh em, nhiều khi coi không rõ thì anh em thông cảm ha. Chứ ở ngoài thì cực kỳ đẹp nha. Dòng Samsung này thì âm thanh hay nha. Em cái này rất hay anh em. Cái nào hay thì nó hay, không hay nó dở nó dở anh em ha, không phải cái nào cũng nó hay ha. Đó, anh em có xài Samsung thì anh em cảm nhận ha, đó, âm thanh hay ha. Giọng nói hay, có Bluetooth luôn nha. Bài Bluetooth thì anh em bấm dùm em vô cái phần cài đặt này ha. Cái anh em bấm thêm lên, anh em chỉ chuyển qua cái loa này hay loa TV ha. Anh em bấm lên cái nữa là cái danh sách ha. Đó. Giọng nói thì anh em vô đây nói dùm em nha. Tại dòng này nó không có giọng nói ngoài anh em ha, vô cái mic nè. Đây nè, anh em bấm vô mic ha. Anh em bấm ok rồi giữ mic nói nè. Karaoke, đó, anh em chỉ cần nói là nó vô ha. Còn mình nói ở ngoài sẽ không vô nha anh em. Đây. Bấm gì thì nó không vô nha. Karaoke. Đó, nó không có nha anh em. ABC. Đó. Cái này thì không biết có cài đặt thêm cái gì thì không thì em không biết nha anh em, nhưng mà hiện tại thì nó cũng vô mà nó vô vậy nè. Đó, nó ngoài thì nó vô nó không có chuẩn bằng ha, để mình nói thử ngoài chứ. Đó, nó ở ngoài YouTube nè, nó ngoài nè. Karaoke Lâm Hùng. Đó. Thì nó hiển thị vậy thôi. Vô vậy đó. Đó, anh em muốn nghe chứ coi chính xác thì anh em phải vô cái mic này ha. Thì em biết thì sao thì chỉ anh em vậy, anh em nào mà gần hơn thì mình có thể cài đặt hoặc mở đó ra được ha. Video mới nhất Tân Chà Lách Bến Tre. Đó. Em bấm lại vô liền ha em ha. Tài khoản này TV chưa đăng nhập tài khoản nên không đăng ký được ha. Vì em mới đăng luôn nè. Chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị em mình ha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều ha. Quay về TV32.